Tiếp theo bạch thầy, con có một câu hỏi muốn dành cho thầy. Nước ta trong giai đoạn suy thoái kinh tế nặng, nếu truyền thông gặp giông bão thì phải làm cách nào để quảng bá thông tin, đẩy mạnh truyền tuyên truyền giúp cho kinh tế phục? Đây là một vấn đề quá lớn và tôi xin nhường lại cho các vị lãnh đạo quốc gia nha. Cái này tôi xin không trả lời được. Tôi không rành kinh tế nữa, đi tu. Hỏi giáo lý tôi trả lời được nha. Hỏi chuyện này hơi khó. Con nên làm việc gì, tiếp tục im lặng hay phải? À đây, con có một câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp. Mỗi lúc giận dỗi, con thường im lặng. Con im lặng để tâm sự giải quyết. Vấn đề này, con nên làm gì, tiếp tục im lặng hay phải chiều theo lòng người giải quyết ngay lúc đó, dập tắt cơn bão bằng lời nói? Cái này là không phải khủng hoảng truyền thông mà khủng hoảng ở cõi lòng, giao cho sư Đức trả lời nha. Cái này là khủng hoảng tình cảm tự thân. Cái này giao sư Đức trả lời. Cái có một cái bức này dễ thương chứ. Bạch thầy, nhà thư pháp Thanh Sơn có câu tính toán so đo chi cho mệt, thông dong tự tại rửa mà vui. Vậy với một độ tuổi còn bồng bột thì chúng con nói chung và nói riêng, và con nói riêng thì phải làm sao để lòng cho lòng tâm tự được tự tại như câu trên. Câu này là cái câu gốc của nó là một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Trăm điều nhìn, ngàn điều bỏ, thông dong tất giả rứa mà vui, là của một vị hòa thượng, là hòa thượng Thiện Siêu. Ri rứa có biết không? Ri có biết không? Tôi xin dịch lại nha. Một chút giận, hai chút giận, lận đận cuộc đời vậy thì khổ. Tôi dịch lại nha, đó là dịch mà gì nữa quên mất rồi. Trăm điều nhìn, ngàn điều bỏ, thông dong tất giả vậy mà vui. Đó, tôi xin dịch lại, gọi là tiếng nước Huế ra tiếng phổ thông nha. Cái câu này là vậy, thì cái này thì phải tu thôi. Đến đây là vậy đó. Đến đây là học cách để mà có cái cách như vậy đó. Nên đơn giản vậy, bạn chắc là bạn sẽ hiểu thôi. Đến đây học tu là để có cái điều đó đó. Thưa thầy, có thể thầy đã biết về bệnh TikTok chưa? Kênh TikTok chưa đã bóc trần những quá khứ của nhiều người dù những thông tin đó chưa được kiểm chứng. Nhưng nhiều bạn trẻ, cái này tôi đọc tôi thấy là bạn nói là thầy, con quý thầy lắm đấy. Chữ này á, cố gắng đọc, bạn trẻ vẫn chưa tìm hiểu thông tin có chính xác hay không, đã đi lấy thông tin đó nói xấu biêu xíu vân vân. Cái này thì cái ý vậy các bạn chắc hiểu rồi. Tôi nói chút là ông bố đẻ của TikTok, là các bạn đọc trên mạng thì biết được, một lần điều trình trần tại Quốc hội của Mỹ, của Hoa Kỳ. Trong các cái điều trần thì có hỏi rằng cái tác hại của TikTok nó như thế nào. Tức là cho người ta cấp một cái quyền cho mọi người được làm gì làm, dĩ nhiên có những cái điều khoản gọi là điều khoản cộng đồng. Tất nhiên là việc mà tràn lan là nhiều. Khi người ta hỏi một câu là nếu ông nói TikTok là tốt như vậy thì ông cho con ông sử dụng không? Hình như ông trả lời là không. Chúng ta nhớ nha. Cái này để chúng ta biết là ở trên một cái độ tuổi mà vào một cái thế giới nó mênh mông như vậy, thật giả lẫn lộn như vậy, rất khó để có một sự tự chủ. Rất khó để có tự chủ. Và bằng một tình thương, người ta khi người ta hỏi rằng như vậy con ông ở trong độ tuổi đó cho phép con sử dụng, trả lời là không. Chúng ta thấy chưa, người Nhật họ làm ra bột ngọt phải không? Nhưng ở Nhật đâu có thấy ăn bột ngọt đó. Thấy Việt Nam mình một số nước ăn, một số cái thực phẩm, một số nơi sản xuất không có dùng, những nơi khác tiêu thụ. Và chuyện này là câu chuyện nó phức tạp lắm.
Và chắc cô Đức phải mở ra khoảng 3 tháng á. Rồi chúng tôi cùng các bạn chia sẻ tìm hiểu thêm. Tại vì cái này nó có những nguyên tắc mà tôi nói là vì sao người ta mê TikTok. Các bạn biết không? Vì sao người ta nghiện mạng xã hội? Vì sao? Vì nó. Vì sao người ta nghiện game? Game có cái gì đâu mà nghiện. Mà tại sao hàng triệu người xài đó? TikTok mới ra một phát là hàng triệu người đó. Vì sao người ta nghiện game? Vì sao người ta nghiện mạng xã hội? Vì một điều thôi, tôi xin nói vắn tắt nghe. Mạng xã hội nó làm gì? Nó cấp cho người ta một cái quyền mà có thể trở thành người hùng, trong khi bản thân họ không có năng lực đâu. Thứ hai, mạng xã hội nó vuốt ve cảm xúc bản năng của con người. Nó chiều chuộng, nó vuốt ve. Các bạn thấy nếu mình mà xài nhiều, mình để mạng xã hội nó vuốt ve, mình thấy mình ghê không? Nhưng mà đôi khi mình không ý thức. Nó chiều chuộng, nó vuốt ve cảm xúc bản năng nha. Chúng ta lưu ý dùm cho tôi nè. Chúng ta có chữ con người phải không? Chúng ta chữ thấy con người nó kết hợp giữa hai từ tố là gì? Là con. Cái phần đó chúng ta tạm gọi là gì? Là phần animal đó. Một cái phần, còn phần người. Hai phần này nó rất tế nhị, nó kết hợp trong một chữ con. Con người. Nếu mình sống theo bản năng nhiều thì mình thuộc về bên con. Mình sống ý thức để vươn lên, giúp đỡ người khác, yêu thương hơn, hiểu biết hơn, ứng xử tỉnh táo hơn thì mình là người. Các bạn tự lựa chọn. Mình tự lựa chọn. Tôi thấy câu hỏi nhiều, giờ thì hết. Tôi xin phép nợ các bạn. Nợ các bạn còn rất là nhiều. Rất là nhiều. Tôi xin phép nợ nha. Và tôi xin, cái này cũng có lỗi là hôm nay các bạn, do các bạn nhìn thấy các bạn sáng á, tôi cũng bị hút theo. Nhìn các bạn vui, các bạn sáng, các bạn tương tác làm tôi cũng hào hứng theo các bạn. Cái này là Tây người ta nói câu là bạn hay nói bạn là ai, bạn của bạn là ai, thì tôi sẽ sao? Sẽ nói bạn là ai. Chúng ta nhớ nha. Bạn hãy nói bạn của bạn là ai, thì tôi sẽ nói rằng, tôi sẽ cho bạn biết bạn là ai. Thì hôm nay cũng vậy. Lỗi mà không dành nhiều thì giờ cho câu hỏi này là do các bạn với tôi tương tác với nhau một cách hết sức là vui, phải không? Hết sức là vui. Và mình dành thời gian đó, tôi xin nói lại một câu chuyện để chúng ta tạm là kết thúc cái câu chuyện chia sẻ chúng ta hôm nay. Thế trong cuộc đời chúng ta không thể tránh bão. Các bạn lưu ý giùm tôi nha. Trong cuộc đời này chúng ta không thể tránh được bão. Không bao giờ mà tránh được bão. Bão thiên nhiên hay bão truyền thông, chúng ta không bao giờ được tránh được bão. Đặc biệt là trong bối cảnh xã hội hiện đại. Khi mà Internet trở thành một phương tiện gì? Bạn nào hỏi câu kinh tế, trở thành phương tiện thương mại gì? Điện tử toàn cầu. Và số hóa và trở thành ảnh hưởng toàn diện trên hành tinh của chúng ta. Mọi ngóc ngách của đời sống thì gọi là bão, chúng ta không bao giờ tránh được. Thì chúng ta phải làm sao? Phải làm sao? Sợ thì có bão có tan không? Sợ bão thì bão càng không tan. Mà nó có nguy cơ tạo thêm các cơn bão phụ cận. Thì bằng cách nào? Phải bình tĩnh. Chỉ có sự bình tĩnh thôi. Bình tĩnh là yếu tố đầu tiên để chúng ta đối phó với bão. Cái thứ hai, tìm cách xử lý khủng hoảng. Hay nói cách khác, tìm cách tìm mắc bão mà đến. Mà muốn tìm mắc bão thì phải học, phải tìm hiểu,
phải học, không có cách gì khác, không được lạm dụng. Và nếu chúng ta sợ thì bảo ông tới, mà sợ càng sợ. Giống như tôi kể, khi sợ ma thì thấy ma tự nhiên nó cứ đầy, nó đuổi quanh mình nữa chứ, nó còn đuổi theo mình nữa chứ. Rồi thì chúng ta không có sợ thì chúng ta mới đủ sự bình tĩnh để tìm tới được mắt bảo, có nghĩa là tìm tới được cái nơi bình yên, cái nơi an toàn, cái nơi để chúng ta tiếp tục sống tiếp và để sống có hạnh phúc, sống có niềm vui, sống có hạnh phúc, không ở trong sự lo sợ, thoát khỏi sự lo sợ. Và việc đó là thái độ, đó là thái độ chủ động. Cùng với cái thái độ đó thì chúng ta phải làm một việc nữa, đó là chúng ta phải trong đạo Phật ấy, ví dụ các bạn có thọ giới không? Có thọ năm giới không? Bạn nào thọ năm giới giơ tay coi nào. Quy y Tam Bảo và thọ năm giới. Ồ, một vài bạn chưa. Tôi có xin thưa rằng chắc Ni Sư Huệ Đức hướng dẫn cho các bạn, giải thích cho các bạn và hướng dẫn để các bạn thọ năm giới. Năm giới là năm nguyên tắc để mình sống có hạnh phúc mà. Cam kết để mình sống có hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho những người mình thương yêu, cho môi trường mình sinh sống. Rất là ý nghĩa. Thì giới ở trong đạo Phật được xem là cái cách để mình phòng hộ, hay nói cách khác đối với lĩnh vực này là tránh, là phòng bão. Các bạn biết mỗi lần bão vào thì chúng ta phải neo đậy nhà rồi làm mọi thứ, các phương tiện để bão nó không tác động. Thì đây cũng vậy, thì chúng ta phải phòng hộ bằng cái gì? Bằng chánh niệm, tức là bằng cái sự tỉnh thức. Bằng gì nữa? Bằng cái sự tập trung để chúng ta tìm hiểu vấn đề, gọi là định. Bằng một cái gì nữa? Bằng sự hiểu biết. Nếu chúng ta bình tĩnh, tập trung mà thiếu sự hiểu biết thì chúng ta cũng không được. Thì đó là tuệ, là giới, là định, là tuệ. Giới không phải là cái gì ghê gớm, giới là những nguyên tắc để chúng ta sống an toàn và có hạnh phúc cho bản thân mình, hạnh phúc cho người mình thương yêu, và hạnh phúc và an toàn và tốt đẹp cho môi trường sống. Chứ không phải giới là cái gì để chúng ta về cảnh này cảnh khác. Định là gì? Là năng lực tập trung. Tại vì có năng lực tập trung, chúng ta mới xử lý được vấn đề. Và thêm nữa, thiếu ánh sáng hiểu biết thì chúng ta không xử lý một cách rốt ráo. Thì đó là như vậy. Và có một câu thần chú mà các bạn phải nằm lòng nha. Thần chú đàng hoàng nha, linh thiêng hiệu nghiệm vô cùng. Linh nghiêm hiệu nghiệm vô cùng. Đó là gì? Đó là cuộc đời này không có cái gì vĩnh viễn cả. Mọi thứ đều thay đổi. Bão rồi cũng sẽ tan. Bão cũng sẽ tan. Bão không thể bão hoài được. Bão sẽ tan. Và chúng ta sẽ được bình an. Bạn lưu ý cho tôi nè, không có cái gì vĩnh viễn cả. Không có cái gì vĩnh cửu cả. Mọi thứ đều có thể thay đổi. Bão rồi sẽ tan. Ngày mai sẽ khác đi. Các bạn lưu ý giùm cho tôi cái đó. Đó là gì? Đó là lời mà Đức Phật đã dạy cho mình. Mọi thứ đều vô thường. Không có một cái từ ngã, một cái gì đó nó gọi là mình kêu cố chấp một cách vĩnh viễn. Nó mọi thứ có thể thay đổi. Chúng ta cũng vậy. Tôi xin đọc một cái câu của một người trong cuộc đời á. Chúng ta biết là không phải trong chùa, vào chùa mình mới học được Phật Pháp. Dĩ nhiên Phật Pháp thường ở trong chùa, nhưng mà có thể cái trí tuệ hay minh triết nó ở đâu đó. Và các bạn biết rằng, các bạn có đọc cái cuốn là Small is Beautiful nào? Có một cuốn sách về kinh tế học mà tựa đề của nó là Small is Beautiful. Nó nghĩa là sao? Nhỏ là đẹp.
cái sự thành tựu của kinh tế của thế giới ấy, nó đến từ những chi tiết rất là bé. Thì giống như vậy, cuộc đời của mình, giá trị cuộc đời, nhân phẩm của mình, giá trị bản thân mình, món quà quý nhất của mình, nó đến từ những điều small, những điều rất là vi tế, những điều nhỏ. Và chúng ta đừng có cho rằng nó nhỏ mà mình bỏ qua. Phải nói như mình trong giọng của các bạn, nhỏ mà gì? Có vỏ. Có vỏ không phải cái vỏ ngoài mà có vỏ, có công phu, có năng lực. Và vậy tôi xin đọc cái cách, cái câu của một cái người hiện đại đang sống, người hiện đại liên quan đến lĩnh vực này của thế giới, là ông giáo sư Kurt Stoffer. Ông nói một cách về truyền thông: bạn không thể lúc nào cũng kiểm soát được những gì xảy ra với mình, nhưng bạn chắc chắn có thể kiểm soát được, các bạn lưu ý, kiểm soát được gì? Cách mà mình ứng xử với nó. Và suy cho cùng, đó là mới là điều quan trọng. Do vậy tôi đọc lại một lần nữa: bạn không thể lúc nào cũng kiểm soát được những gì xảy đến với mình. Đời vô thường mà. Nhưng bạn chắc chắn có thể kiểm soát được cách mà mình xử lý nó. Và suy cho cùng, điều đó mới là điều quan trọng. Xin cảm ơn các bạn.